rồi, em đo đại diện nữa nhở. Cây này là chắc là to nhất. Vanh của nó đây là tầm 23. Đây, em chọn cho anh 4 cây. Mỹ mãn không ạ? Cực kỳ là to và đẹp. Anh ưng thì là em chuyển chính xác 4 cái cây này luôn. Thực ra thì cây thì cũng có nhiều cây khác nữa lắm. Nhưng mà anh nhìn thấy những cái lô còn lại thì không có những cái cây nào mà đẹp bằng cái cây em đã chọn cho anh đâu. Thứ nhất là chọn đầu tiên là anh thích gốc to là em phải gốc to. Hai nữa là tay tán nó phải đẹp. Nhiều cây gốc to nhưng mà tay nó không đẹp. Ví dụ như cây này, đấy anh nhìn này. Với nữa là cây này gốc rất to nhưng mà thân nó lại bị thế này. Đây ạ. Đấy thì em cũng không chọn. Đúng lại là hoa hậu nhất rồi đấy ạ. Hoa hậu cộng với á hậu là đứng đây hết rồi. Đấy anh ưng thì để em chọn, em gửi chính xác cái 4 cái cây này cho anh. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua trúc Phật Bà, hàng rất là khủng luôn. Đốt tròn, dày, đẹp. Các bạn nhìn thấy nó đều tăm tắp như nhau. Hai nữa là vanh khá khủng. Vanh này cây to nhất là 23. Chiều cao ở đây thì chắc cũng phải tầm được 2 mét đấy ạ. Cây cao nhất ạ. Thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn ạ.